What's up? Xin chào 500 nem. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Box Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 nem đi khám phá một em bàn phím cơ mới, rất là mới, đến từ hãng Hero ra. Và đây là một con phiên bản nâng cấp của EK396W và nó sẽ là V2. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đi đập hộp luôn nha. Let's go. Đầu tiên thì nhìn vào hộp, các bạn có thể thấy là hiện nay Hero đã thay đổi cái tổng quan của những chiếc hộp, thì nó sẽ là màu đỏ nâu như thế này. Và nó sẽ thiết kế khá là đơn giản, mình cũng thích cái kiểu như thế này, không quá cầu kỳ. Tuy nhiên thì nếu như mà cái màu của nó được tối hơn một xíu nữa thì mình có vẻ nó đẹp hơn. Rồi ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có tặng kèm một cái cover để chống bụi ở đây. Mình rất thích những cái cover như thế này, để mà khi mình không sử dụng thì mình có thể để chống những cái bụi bặm bay vào trong bàn phím. Ở giữa thì chúng ta sẽ có em bàn phím EK396. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có cái thẻ bảo hành, một cái cọng dây khá là ngon. Cọng dây này thì mình thấy là nó sẽ được bọc dù cực kỳ dày. Cổng kết nối sẽ là Type-C to Type-A. Cổng Type-A thì sẽ có màu vàng, tuy nhiên thì Type-C thì không nhé. Chúng ta vẫn sẽ có cái cục chống nhiễu cũng như là cái dây để chống rối. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái USB rời. Vậy là con này sẽ được nâng cấp thêm dùng wireless các bạn. Và chúng ta sẽ có thêm cái nhổ keycap. Cái này thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái này thôi. Ok, quay lại em EK396W2. Thì các bạn nhìn thấy cái phiên bản 396 thì chúng ta sẽ biết được cái layout của nó sẽ là layout 96. Và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dồn hết phần numpad vào, nút gọn mũi tên vào trong, và sẽ vẫn giữ được những cái nút cơ bản của cái cụm phía trên, ví dụ như Spring, Down, Home, End, Pick Up and Down. Đó, và chúng ta vẫn sẽ có numpad, một cái layout cực kỳ gọn. Tất cả những hàng F này cũng sẽ đẩy xích vào nhau. Đó, đây là một trong những cái layout mà gọn nhất và vẫn có đầy đủ tất cả các phím, gần như là đầy đủ thôi chứ không phải là đầy đủ nhất. Và một cái khác biệt nữa là chúng ta sẽ thấy là nó chuyển sang cái keycap theo cái màu tối hơn, màu đen và màu xám kết hợp với nhau. Cái màu như thế này sẽ giúp cho cái bàn phím của mình nhìn nó liền lạc hơn. Phiên bản trước thì mình thấy nó là màu tím trắng mà với cái đế màu đen nữa, nhìn nó không được liền lạc lắm. Đặc biệt hơn là cái keycap của em này thì nó sẽ là một cái chuẩn keycap mới. Chúng ta có thể nhìn thấy là phía mặt trên nó sẽ rất là to và cái chữ của nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Và cái chuẩn này sẽ là chuẩn MDA. Đó, các bạn có thể nhìn thấy từ góc nghiêng thì nó sẽ có cái độ cao gần bằng như là độ cao của thằng Cherry. Tuy nhiên là cái phía mặt tiếp diện của nó sẽ là to hơn, giúp cho khi mà chúng ta sử dụng các cái ngón tay gõ trên mặt phím thì nó sẽ chính xác hơn, không bị lệch ra ngoài. Này, nó cái kiểu nó pha trộn giữa Cherry và kiểu SA vậy. Về cái chất liệu keycap thì keycap của em này đang sử dụng chất liệu PPT Double Shot, rất là dày và ngon. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái lớp màu trắng nữa, lớp nhựa màu trắng nữa. Đứng ở bên ngoài thì sẽ là lớp nhựa màu đen. Tương tự với cái keycap màu xám thì ở phía bên trong sẽ là màu trắng và ở ngoài sẽ là màu xám. Đó, với cái cách in double shot này thì các bạn yên tâm là sẽ không bao giờ bị bay màu chữ, cũng như là sẽ cho cái độ bền cực kỳ cao. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang mặt sau một chút nhé. Ở phía mặt sau thì chúng ta thấy là cái mặt sau hầu như không có gì thay đổi. Đó, nó vẫn sẽ có một cái khuôn như thế này, không có chân nâng hạ độ cao. Tuy nhiên thì nó cái phần phía trên này sẽ được làm cao lên một chút. Chúng ta vẫn sẽ có bốn cái mút cao su để cố định. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nút on, off bàn phím. Đó. Giá như mà cái nút này nó làm ở phía trên này thì có vẻ hợp lý hơn. Ở phía trên này chúng ta sẽ thấy có duy nhất một cái cổng Type-C thôi, là nằm ở phía bên tay trái. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần hiệu năng của em này nhé. Thì em này đang sử dụng là switch của thằng Gateron. Với cái dòng switch Gateron thì các bạn yên tâm về cái chất lượng rồi, không cần phải bàn. Và em này cũng sẽ có hỗ trợ đến ba cái dòng switch khác nhau, đó là red, brown và blue, là dòng cơ bản nhất. Đây, đó, Gateron red,
rất là ngon. Với những cái con Gateron này các bạn yên tâm là nó cực kỳ mượt. Và mình có cảm giác hình như là những cái con Sweet này thì đã được pre-lub rồi hay sao đấy. Mình vẫn có cảm giác rất là mượt luôn. Đó. Và con này thì hiện tại không có LED nha các bạn. Cũng không có hỗ trợ Swap luôn. Mà nó sẽ là dòng hàn chết luôn. Nếu như vậy thì các bạn sẽ không có custom được. Tuy nhiên thì những cái con như thế này thì mình khuyến cáo là không nên custom. Đầu và tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái step của em này thì cũng đã được lub sơ rồi. Và cái tiếng step thì mình thử thì nó cũng khá là ok. Để mình thử cho các bạn xem cái nút enter nhé. Đó. Nó không đến nỗi quá lọc sọc, cũng như là không có vang lên những cái tiếng tích tích. Đó. Tuy nhiên thì nó vẫn không có được ngon bằng những cái con mà mình có thể custom lại được. Với cái tầm giá này thì mình nghĩ một cái con phím mà sử dụng 3 móc thì khá là ok rồi. Và một cái điểm ăn tiền nữa của con này đó là nó sẽ được nâng cấp thêm cái chế độ đó là 2.4G. Với cái này thì chúng ta có thể sử dụng nó bàn phím nó nhanh hơn và cũng như là chính xác hơn là sử dụng Bluetooth. Và tất nhiên nó vẫn sẽ giữ lại cái chế độ Bluetooth và là chúng ta sẽ được nâng cấp thành 3 móc. Khá là ngon, sử dụng Gateron và keycap cũng sẽ là keycap xịn hơn so với cái bản đời trước. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần sound test đó, để cho các bạn nghe thử 3 dòng switch của em này nha. Ok, như vậy là mình đã vừa mới sound test cho anh em nghe 3 dòng switch của em này. Và với dòng switch Gateron thì các bạn yên tâm là nó cũng rất là mượt rồi. Và nó cũng không phải là dạng dễ hư gì. Cộng thêm với lại dùng cái USB 2.4G nữa thì phải nói là em này đáp ứng đủ được các cái nhu cầu. Kể cả mang đi cũng như là để ngay tại chỗ mình sử dụng gaming hay là văn phòng đều ok hết. Và đặc biệt cùng với cái thể loại keycap mới này thì cảm giác gõ thì nó đã được nâng lên khá là nhiều. Ok, với từng đó các cái tính năng của em AK396W2 này thì các bạn thấy nó có ok không? Với trong tầm giá khoảng tầm 1.500.000 thì các bạn nghĩ xem có một con bàn phím nào có thể ngon hơn không nhé. Nếu mà các bạn muốn tham khảo giá của em này cũng như là muốn mua thì mình có để link phía dưới phần mô tả đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.